nay Lê Duy Mạnh sẽ giới thiệu cho các bạn một cách chơi kèn saxophone đơn giản nhất chỉ trong vòng 3 ngày. Tại sao lại dễ dàng đến vậy? Thưa các bạn, là giữa cái đại dịch Covid-19 này, chúng ta hoàn toàn chúng ta ở trong nhà, ở tại nhà, chúng ta không đi đâu được cả. Chúng ta không thể ra ngoài làm những công việc như công việc mình đang làm hay là những công việc mình yêu thích. Chúng ta chỉ ở nhà lướt web, xem tivi, tập thể dục, ăn uống. Và tất cả mọi thứ chúng ta có thể là những ngày vừa rồi chúng ta rất là buồn chán. Thế tại sao chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ chọn một môn nhạc cụ nào đấy để chúng ta tập? Và thưa các bạn, là chúng ta có thể chọn được rất nhiều môn nhạc cụ như piano, guitar, trống hay là sáo. Tất cả mọi thứ rất nhiều. Theo tôi thì các bạn nên chọn saxophone, bởi saxophone rất là hay. Wow. Và không hề khó, rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ tập trong vòng 3 ngày là chúng ta có thể chơi được cái saxophone. Và sau đây Lê Duy Mạnh sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả các bạn một cách đơn giản để chúng ta có thể thực hành lắp ghép kèn và chúng ta tập kèn trong vòng 3 ngày chúng ta sẽ chơi được. Vâng, thưa các bạn, điều đầu tiên, chúng ta nếu muốn chơi được kèn saxophone, chúng ta phải có thể lực. Và như tôi vừa mới giới thiệu cho các bạn biết, tôi vừa mới tập hít đất. Chúng ta có thể tập ngay tại nhà, hoặc là chúng ta có thể chạy thể dục trong nhà cũng được, chúng ta có thể chạy ra công viên được. Tuy nhiên, chúng ta nếu mà chạy ra công viên, chúng ta nên đeo khẩu trang của các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, tôi đã chạy ra công viên để tập thể dục trong những ngày Covid này, tôi vẫn phải đeo khẩu trang vào và hạn chế đi ra chỗ đông người. Chúng ta chỉ tập những cái khu rất là vắng vẻ thôi, tập rất nhanh gọn trong vòng thời gian ngắn để chúng ta có thể đi về nhà, tránh việc lây lan Covid ra cộng đồng hoặc là chúng ta bị lây nhiễm từ người khác. Vâng, và sau đây Lê Duy Mạnh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo lắp kèn. Khi chúng ta có một cây kèn từ trong cái hộp, chúng ta sẽ tháo như thế nào, chúng ta sẽ lắp như thế nào để chúng ta có thể tập được. Rồi các bạn, đầu tiên chúng ta để mà khởi động, chúng ta để chơi được kèn, chúng ta sẽ phải quan tâm thứ nhất là đến môi, thứ hai là đến hơi chúng ta thế nào. Đầu tiên chúng ta khởi động môi, chúng ta có thể làm cho cái môi nó mềm ra như... Chúng ta có thể massage cho cái vị trí của môi mình nó thật là mềm ra. Sau đấy chúng ta sẽ phải tập lấy hơi. Thì các bạn đầu tiên các bạn sẽ phải lấy hơi, chúng ta hít vào, nhưng chúng ta không hít giống như chúng ta tập thể dục, mà chúng ta sẽ phải hít. Chúng ta không hít vào ngực, chúng ta sẽ phải hít vào bụng. Thì bình thường chúng ta ngồi ở vị trí này nó sẽ không là tốt, sẽ không chuẩn, bằng cách là chúng ta sẽ phải đứng dậy. Chúng ta đứng dậy chúng ta tập thì sẽ tốt hơn. Thế vậy bây giờ chúng ta đứng nhé. Và thưa các bạn, là điều đầu tiên chúng ta sẽ phải móc cái móc này vào cái vị trí của kèn, nó có cái vị trí này để chúng ta giữ toàn bộ kèn. Khi chúng ta buông tay ra thì cái cây kèn chúng ta vẫn không bị rơi. Và chúng ta phải kéo cái vị trí dây kèn sao cho phù hợp khi chúng ta đặt cái bách vừa vào chính vị trí môi của chúng ta. Đây, như thế này. Nếu chúng ta bị cao quá, chẳng hạn cao lên này, thì chúng ta nới lỏng cái dây ra một chút. Đấy, đây là vừa này. Hoặc là nếu mà bị trùng quá thì các bạn bị cúi, cúi quá, thường các bạn sẽ không gù cái cổ kèn, cái cổ của mình sẽ không gù, và chúng ta sẽ phải đứng thẳng, tư thế thẳng như thế này. Chúng ta kéo lên. Đấy. Và chúng ta có thể di chuyển sang trái, sang phải, đưa lên trên, cúi xuống dưới. Nhưng đây là một vị trí chuẩn để chúng ta đặt đúng
trái bánh kèm vào cái môi của mình. Các bạn như thế. Và chúng ta phải đứng thẳng theo cái phương của cái kèn này với cái thân của mình. Các bạn sẽ phải đứng như thế này. Nhiều người sẽ bị trẹo như thế này, người bị vẹo thế này. Nhưng mà các bạn nên đứng thẳng. Đây, chúng ta đứng như thế này. Sau đấy, chúng ta sẽ đặt ngón cái của bên tay trái vào cái vị trí nốt này. Đây, đây là vị trí mà chúng ta giữ toàn bộ những cái bàn phím thì chúng ta di chuyển cái ngón tay của chúng ta trên cái hệ thống key trên này. Và đây là cái key octa thì chúng ta khi sử dụng để lên cao chúng ta mới dùng cái octa này, còn toàn bộ những cái âm thấp ở dưới chúng ta không cần dùng. Sau đấy, một chi tiết nữa là tay ngón tay của ngón tay cái của bên tay phải chúng ta sẽ đặt vào vị trí này. Đây là vị trí rất quan trọng. Và thường chúng ta sẽ bị chai ở chỗ này bởi sao? Bởi toàn bộ ngón này là cái ngón chủ lực đặt để đỡ toàn bộ thân kèn. Cái lực nó sẽ nằm ở đây. Nhiều khi chúng ta không có dây kèn thì cái trọng lực của cái kèn nó sẽ bị dồn hết vào ngón cái này, sẽ rất là mỏi. Tuy nhiên có sự hỗ trợ của dây kèn chúng ta cũng đỡ hơn. Sau chúng ta vẫn phải nhớ cái vị trí. Chúng ta đặt tay trái vào đây, ngón tay phải vào đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Vào đây. Chúng ta sẽ bấm hết vào đây. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa ạ? Đầu tiên là chúng ta lấy hơi. Vậy chúng ta sẽ không hít vào ngực như thông thường chúng ta tập thể dục. Mọi người sẽ hít vào như này. Nhưng mà chúng ta sẽ hít vào trong bụng là cái luồng hơi khi chúng ta hít vào nó sẽ xuống thẳng bụng và chúng ta giữ ở bụng. Và chúng ta hít thật nhiều nhé. Chúng ta có thể mở miệng rất là rộng ra để chúng ta hít. Sau đấy chúng ta giữ hơi ở trong bụng, chúng ta nén. Chúng ta giữ để chúng ta đẩy ra. Khi chúng ta đẩy ra chúng ta cũng vẫn phải giữ chứ không phải là chúng ta đẩy ra hết. Giống như chúng ta tập lúc đầu là mọi người có thể là có thể là đẩy ra hết. Nhưng mà sau dần dần chúng ta sẽ tập 1, 2 lần, 3 lần, 4 lần, dần dần chúng ta sẽ phải điều tiết được cái lượng hơi khi chúng ta lấy hơi vào. Chúng ta giữ lại và chúng ta thổi ra từ từ. Đấy, tức là âm thanh chúng ta nhớ là chúng ta sẽ kéo dài được cái âm thanh ra là lượng hơi giữ chữ trong bụng chúng ta đã nhiều hơn rồi. Nếu như mọi người mà thổi trôi tuột ra hết thì chúng ta sẽ này, thế là hết. Và như thế này chúng ta không, chúng ta sẽ phải lấy hơi, hít hơi vào, giữ vào. Kéo dài được. Tuy nhiên, cách đầu tiên chúng ta đặt môi như thế nào, chúng ta sẽ phải có cách đặt môi. Cách đặt môi chuẩn nhất của chúng ta sẽ là chúng ta ngậm cái hàm trên, răng trên của chúng ta ở trên cái miệng bách ở trên phía trên. Ở dưới chúng ta thả lỏng, chúng ta không ghì chặt môi ở dưới. Chúng ta sẽ ngậm như nào và ngậm vào. Chúng ta chỉ giữ ở cái hàm trên thôi để không bị di chuyển. Ngậm vào và chúng ta thổi. Đây nhá. Đấy là chúng ta thổi hoàn toàn tự nhiên, không bị căng cứng hay là gì cả. Và khi chúng ta lấy hơi vào chúng ta thổi, chúng ta nhớ thả lỏng hai vai, thả lỏng tất cả mọi thứ. Có cái cơ bụng chúng ta là phải giữ chặt để nén hơi. Và bây giờ Lê Duy Mạnh sẽ hướng dẫn bắt đầu cho mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta tay trái đặt vào đây, tay phải đặt vào đây. Và chúng ta bấm ngón
này, ngón này, ba ngón trên thôi. Đây là nút son. Bấm cả ba ngón vào. Và tay trái không bấm nhé. Tay trái không bấm. Để tay trái khi nào lên octave ở trên cao chúng ta mới bấm thôi. Đây. Và chúng ta lựa chọn cái vị trí môi không quá nông, không quá sâu. Chúng ta vị trí môi vừa phải để chúng ta đặt làm sao dễ phát âm nhất. Đây, sẽ lấy hơi này. Đấy, như vừa rồi là lên như mạnh, thổi dơ mạnh quá nên nó bị lạc ngay cái tiếng này. Đấy, mọi người khi mà thổi ra điều tiết từ từ thôi thì chúng ta sẽ ra âm thanh của nốt son. Lúc đầu mọi người thổi sẽ bị âm thanh nó sẽ không đẹp. Đấy là một trong những cái âm thanh mà chúng ta đẩy nhiều hơi quá. Khi chúng ta điều tiết cái lượng hơi, chúng ta giữ cái vị trí môi nó hơi chặt lại một chút thì âm thanh nó sẽ gọn hơn. Sau khi hết hơi lại lấy hơi. Hai vai thả lỏng, môi để tự nhiên và hơi lấy vào giữ ném vào trong bụng. Sau đó các bạn sẽ phải tập từng nốt một. Đầu tiên là chúng ta tập từ nốt son đi xuống. Đây là nốt son nhé, son này. Fa, mi, re, do. Và ta sẽ đi lên son la si do. Rồi, thế là chúng ta đã chơi được một quãng 8 của đô và chúng ta vừa thổi gam đô trưởng. Đây là bắt đầu từ nốt đô thấp nha. Tất cả những phím này bấm hết vào và đây chính là nốt đô. Đấy, sau khi mọi người đã bấm được như thế, mọi người sẽ phải tập từng nốt một kéo dài nốt đô. Ngắt lấy hơi. Ngắt lấy hơi và cho tất cả những cái nốt lên trên nữa. Đô, re, mi, fa, son, la, si, đô. Sau khi lên đến đô chúng ta lại quay lại si, la, son, fa, mi, re, đô. Đấy, tức là bước đầu tiên chúng ta đã thổi được gam đô trưởng và chúng ta đã phát âm được rồi. Tiếp theo chúng ta có một cái bài rất đơn giản mà ai cũng biết, từ các bạn nhỏ nhất các bạn cũng biết cho đến những người già nhất là người ta cũng biết đến bài này. Các bạn nghe này. Chính là bài ABC giống như các bạn nhỏ chúng ta học tiếng Anh từ ABC thì đây cũng chính là ABC của kèn saxophone và chúng ta chơi không hề khó. Như vừa rồi Lê Duy Mạnh thổi nó có một chút cái kỹ thuật ở trong đấy là chúng ta làm sao chúng ta đánh lưỡi nó nghe nó mềm, bởi vì lúc đầu mọi người chưa thể đánh lưỡi mà mọi người sẽ bị ngắt. Bị
chạm cái lưỡi nó vào lâu quá. Khi chúng ta chạm cái lưỡi, chúng ta đánh lưỡi, chúng ta nhớ cái luồng hơi không thổi phồng sang hai má, không như này. Chúng ta thổi thẳng luồng hơi từ trong bụng thổi ra. Chúng ta cầm một tờ giấy, chúng ta thổi, thì cái đấy chúng ta sẽ áp dụng vào y hệt như vào với kèn, sẽ không khác gì cả, thì nó sẽ phát âm ra được cái âm thanh đấy thôi. Đấy, mọi người có thể sẽ phát âm. Oh my god, chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại. Vậy cái nốt chúng ta đang thổi ở trong đây là gì? Là nốt đô. Và khi chúng ta thổi nốt đô ở đây đi lên, chúng ta đã lên một octave ở trên rồi, thì chúng ta sẽ phải bấm cái key đây là octave. Đây, như lúc nãy Lê Duy Mạnh giới thiệu cho mọi người, đấy là đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô là cái khoảng âm trầm ở dưới. Thế thì bắt đầu từ âm đô này đi lên trên cao hơn, chúng ta sẽ phải bấm vào cái octave này. Thế thì vừa rồi chúng ta đã nghe thấy âm thanh cao ở trên để chúng ta có thể chơi được. Đô, đô, son, son, la, la, son. Đô là đây, son là vẫn ba ngón này, nhưng chúng ta sẽ bấm thêm cái octave này nữa, nó sẽ là son cao. Nếu không bấm thì nó sẽ là son thấp, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ bấm đô, đô, son, son, la, la, son. Buông hết ra nhá, lại không bấm vào đây nữa. Lại tiếp là son, 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 fa. Saxophone quá đơn giản. Còn nếu các bạn muốn chơi những cái bài hay hơn nữa, bài mình yêu thích nữa, thì chúng ta hãy đăng ký cho kênh Lê Duy Mạnh ở phía dưới. Các bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn và học những bài khó hơn yêu thích của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem, ủng hộ và chia sẻ cho bài saxophone COVID.